nghe lời mẹ không Sung? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi con không vẽ vời gì cơ mà. Con nhìn con bác Hùng bên kia kìa. Đấy, anh ấy vừa đỗ đại học y đấy. Mà con có biết không, bác sĩ là một nghề vô cùng là cao quý. Mà còn không như thế mà chúng ta sẽ có một cái nghề rất là tốt. Tại sao con cứ suốt ngày con thích vẽ vời như này, nhảy vẽ vời, con giải quyết được cái vấn đề gì không hả con? Mình rất thích vẽ nhưng mình ước gì mình được thành một nhà thiết kế. Nhưng mà có vẻ mẹ mình không cho mình thành nhà thiết kế, mẹ thích mình thành bác sĩ hơn. Thư Si, con làm xong bài chưa con? Dạ, xong rồi. Con đang giấu cái gì ở đằng sau ấy? Dạ không. Con giấu cái gì? Để mẹ xem ạ. Su Si, con có nghe lời mẹ không Su? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi con không vẽ vời gì cơ mà. Con nhìn con bác Hùng bên kia kìa. Đấy, anh ấy vừa đỗ đại học y đấy. Mà con có biết không, bác sĩ là một nghề vô cùng là cao quý. Mà còn không như thế mà chúng ta sẽ có một cái nghề rất là tốt. Tại sao con cứ suốt ngày con thích vẽ vời như này, nhảy vẽ vời, con giải quyết được cái vấn đề gì không hả con? Nhưng mà bởi vì con làm xong bài rồi là con được đấy. Con làm xong bài thì con lại tiếp tục lấy bài ra làm tiếp, con có biết không? Con nhìn anh Hùng, con bác Hùng ấy, ngày nào anh cũng học ngày học đêm. Bây giờ anh làm bác sĩ đấy, đấy nhìn chị Loan đi kìa. Chị học qua đại học ngoại ngữ kìa. Bây giờ chị đi phiên dịch ra làm cho công ty của Tây. Đấy, lương rất là cao. Con làm bác sĩ như này thì còn làm gì có tiền hả? Mẹ đã bảo con rồi, mẹ sẽ tịch thu chuyện này không có vẽ vời gì nữa. Thế mẹ, con xin lỗi mẹ, con sẽ không vẽ nữa đâu. Nhưng mà mẹ đừng tịch thu cái quyển đấy. Lắm không học con sẽ cần đến cái quyển này mà mẹ. Bây giờ con có nghe mẹ không? Con có thương mẹ không? Con phải thương mẹ biết chưa? Bây giờ mẹ là người đi trước rồi, mẹ là người lớn, mẹ sẽ phải định hướng cho con để sau này con có một tương lai tốt, con biết không? Nhá, nghe lời mẹ nhá, ngoan nhá. Bây giờ con lại lấy sách toán cho con học bài đi. Nhớ chưa, một quyển này cất đi. Đừng để cho mẹ nhìn thấy con lại cứ bại vẽ biết chưa? Nhá, đúng rồi, con gái mẹ ngoan lắm. Học đi nhá, mẹ xuống nấu cơm rồi tí mẹ gọi lên ăn biết chưa? Làm hết quyển toán đấy thì mang toán lương cao ra làm, con biết chưa? Ừ. Rồi mẹ đi xuống nấu cơm đây. Suốt ngày vẽ mới vời bảo học đi. Mẹ đi qua rồi mẹ biết mà. Đấy, cứ sạch ra một cái là lại thấy vẽ mới vời. Alo. Alo, chào cô. Cô có phải là mẹ em Sinh không nhỉ? À dạ đúng rồi ạ, xin hỏi ai đấy ạ? À, tôi gọi điện đến cho cô, tôi là hiệu trưởng của trường của FPC. À dạ vâng vâng, em chào thầy ạ, có chuyện gì với thầy? À, tôi mời cô ăn được chiều ngày mai thì rồi, con em đã làm chuyện gì vậy hả thầy? À, không biết chuyện gì đâu, không ạ. Cô cứ đến rồi, tôi không biết chuyện gì đâu nhé. Dạ vâng ạ, em thưa thầy ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Trời ơi, không biết được con bé này nó lại gây ra cái chuyện gì nữa rồi. Để cho hẳn hiệu trưởng người ta gọi điện đến như thế này, cứ chết chứ lại. Hai hiệu trưởng lại qua. Cái công nhận phải nói ra. Con ngồi đây. Này mà con làm cái gì mà để cho thầy trưởng gọi điện đến cho mẹ thế hả? Hả? Con làm gì mà tại sao thầy trưởng lại gọi điện đến cho mẹ này? Chào thầy ạ. Chào cô. Vâng ạ. Chào con nhá. Vâng ạ. À, hôm nay tôi mời cô đến đây là tôi có sự kiện lớn nói chuyện với cô. Thầy ơi thầy, không biết là em Sushi đã gây ra chuyện gì mà để cho thầy phải gọi điện đến thế này ạ? À, em Sushi không gây ra chuyện gì cả, nhưng mà tôi thấy là em Sushi rất là tuyệt vời. Thì cô nhẹ nhàng bảo em thôi nhé. Hôm nay tôi mời cô đến đây là có một việc là vừa rồi em Sushi đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh toàn thành phố. Giải nhất thi vẽ tranh sao ạ? Đúng rồi. Ở nhà em đâu có cho em mấy vẽ tranh mấy đâu ạ? À, tôi đã dạy bao nhiêu năm rồi nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy là có một em ở trong trường rất là có năng khiếu. Dạ vâng ạ. Em thấy rất là tốt mà đoạt giải toàn thành phố đấy không ạ? À thế ạ, dạ vâng ạ. Cô phải tự hào vì em biết là có được năng khiếu của học sinh ấy. À thế ạ. Thế con tham dự đến lúc nào đấy con? Vì tôi nghĩ là đứa trẻ nào cũng mơ. Dạ. Không, 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 đứa thì thích là bác sĩ sư. Vâng ạ. Đứa thì thích là nghệ thuật. Dạ. Tôi nghĩ là em không thế mạnh về toàn thì cô sẽ về học viên em. Dạ. Để em. Vâng ạ. Vâng ạ, vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Bây giờ tôi cái triển lãm vở tranh của em đang trên bờ đấy. Dạ vâng ạ. Thì lúc nào thì cô lên đấy để công chứng nhé. Vâng ạ, vâng. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Em xin phép thầy rồi hai mẹ con em sẽ lên trên đấy để xem ạ. Vâng ạ, vâng ạ. Dạ, chào thầy đi con. Vâng ạ, em chào thầy ạ. Ừ, chào thầy con nhé. Có con gái mẹ giỏi quá. Nào, con đi ra ngồi nào. Cô ngồi đây. Sao con đi thi vẽ tranh mà cô không nói gì với ba mẹ? Bởi vì con sợ mẹ lắm, mà vì là mẹ thích con trở thành bác sĩ hoặc là học giỏi nên là con sợ mẹ lắm. Mẹ xin lỗi con, mẹ không biết rằng mình đã
đã can thiệp quá sâu vào ước mơ của con. Từ nay mẹ sẽ không thế nữa. Từ nay con thích học cái gì thì cứ học được không? Nhá. Mẹ sẽ xin cho con học một lớp học vẽ tranh được không? Nhá. Sau này con gái của mẹ sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng nhé. Ừ, con gái của mẹ giỏi quá. Trời ơi, mẹ không ngờ rằng con gái của mẹ đi thi vẽ tranh mà lại còn được giải nhất nữa. Thôi bây giờ mình về nhà, rồi rủ ba chúng mình lên đấy ngắm bức tranh của con được không? Ừ, đi. Bức tranh của con vẽ về cái gì đấy? Ngôi nhà. Ngôi nhà. Mình đi thôi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.